mến, hiện nay Quân đang có mặt tại trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Sở dĩ hôm nay Quân có mặt tại đây là đến thăm một bệnh nhân hiện nay đang mắc chứng bệnh lạ mà đã đi khám chữa ở các bệnh viện lớn trên trung ương nhưng đều không mang lại hiệu quả. Bây giờ thì Quân sẽ mời các bác đi theo Quân tìm hiểu về chứng bệnh lạ mà hiện nay các bệnh viện lớn chúng ta chưa có, nhưng Quân cần phải không phải là quá mà ghê gớm. Quân đã chữa cho khá nhiều những bệnh nhân, gần như là 80% bệnh nhân đến với Quân là đều có kết quả tốt. Ở đây là một cái quán, gần như một nhà hàng quán này. Thì bệnh này thì nó không trừ một ai, từ người già đến người trẻ, nam nữ, và làm bất kỳ một công việc nào đều có thể mắc bệnh này. Các bạn nhá. Cái này thì mình cũng không biết là bị bệnh gì, nhưng mà ý là tự dưng thì nó thấy nó rụng tóc như thế thôi. Nó phát tự từ rụng đi và nó trắng như này đi, nó cứ mọc ra thì nó lại rụng. Nhưng rụng lâu chưa? Em cũng chắc tầm được 2 tháng, 3 tháng. 2, 3 tháng. Vì là bị rụng như này nên là mình cắt đầu chọc luôn đúng không? Để cho mọi người đỡ nhận ra đúng không? Không phải là không nhận ra mà ý là nhìn nó không được thẩm mỹ lắm. Mình cắt chọc đi luôn. Và đây quay gần đây. Đây, bạn quay sang cái góc bên này. Đây là những phần tóc bị rụng này, không còn chân nữa này. Đây này, chỗ này không còn chân này. Đấy. Hoặc là còn những cái chân nhưng mà còn những cái lông tơ đấy. Tóc tơ rất là mỏng. Nó thì rụng tóc đen hay tóc trắng thôi. Là mình mới bị khoảng hơn 2 tháng rồi đúng không? Thế là cơ bản là vùng này là nhiều không nhỉ? Là như là bị hết tất cả trên này, nó thưa hết tóc đi. Còn lại một số này là rất ít thôi. Nhưng mà những cái này thì mọc ra dài hơn một tí nữa nó lại tự rụng. Các bạn nhìn thấy là chỗ này rất là dày này, nhưng mà những cái chỗ này thì này mỏng, nó vẫn mọc lại, nhưng lông trắng này nó vẫn tự mọc lại nhưng mà nó dài ra một tí là nó lại rụng. Em tên là Hoan, nhà thì ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Hoan năm nay bao tuổi? Em sinh năm 90, năm nay 33. 33 tuổi là chủ nhà hàng ở thị trấn này rồi. Nếu anh thì hỏi sâu một chút là khi bị rụng tóc như này mình cảm thấy ngứa hay là không? Nó không có triệu chứng ngứa hay cái gì cả. Thậm chí là mình trước là cũng hay để tóc ngắn, không để tóc dài, đâm ra là mình không hay soi gương hay không ấy, giờ thậm chí là mình còn không biết khi không? Là bị nhiều rồi đi cắt tóc ấy, thì đúng em rồi. Nó cắt tóc thì người ta bảo mình mới biết, mình mới để ý ấy. Và hơn nữa là cái vị trí bị rụng kia thì như mình thấy đó ở bên sau thôi. Đầu tiên là nó bị ở hai trên tai này. Đúng rồi. Đầu tiên nó bị lồng đốm ở hai bên này. Rồi. Bắt đầu dần nó mới lan hết ra. Các bạn đã đi bệnh viện nào để khám về bệnh này chưa? Mình hiện tại thì mình chưa. Nhưng mà cũng chỉ nghe các cụ là lấy một số cây ở trên rừng về chữa, nhưng mà cũng không hiệu quả. Mới bị hơn 2 tháng mà đã rụng như này rồi. Về cái, riêng cái bệnh này có thể là làm cho cái mái tóc của chúng ta sẽ bị rụng toàn bộ, để cái chỗ đen như này thôi còn bị, và nặng hơn sẽ rụng cả lông mày. Và cái bệnh này người ta gọi là bệnh rụng tóc từng mảng. Đấy, thưa bác,
cái bệnh mà hôm nay tôi muốn đề cập cho bác biết là bệnh rụng tóc thường mạn. Hiện nay rất nhiều người bị mắc chứng bệnh này mà đôi khi chúng ta không biết. Lý do là chúng ta thường là xoay gương thì chúng ta nhìn trước mặt chán của chúng ta thôi, nhưng cái bệnh này thường nó sẽ bị ở cái mang tai này, khu vực này, còn đằng sau gáy. Chỉ khi nào chúng ta đi cắt tóc, chủ tiệm tóc người ta mách cho chúng ta biết thì mới biết được mình bị mắc bệnh. Và cái bệnh này hiện nay Hoan có để ý không, nhiều người là đến chỗ đông người hoặc là vào nhà người ta chơi thì vẫn đội mũ, đúng không? Thì mình mới đầu mình cũng nghĩ rằng là đội mũ là cái sở thích thôi, nhưng mà thực tế đội mũ là để che đi những cái chỗ tóc bị rụng, giống như trường hợp của Hoan bây giờ. Mình nghĩ là thường xuyên đội mũ, đúng không? Đây cái mũ này là thường xuyên là phải đến gia đình người khác chơi thì chúng ta lại đội mũ, đúng không? Đấy. Thì đây là một cái căn bệnh mà hiện nay bệnh viện người ta chưa có phương pháp chữa cách triệt để. Hôm nay con đến một là thăm bệnh của Hoan, và sau 3 tháng con sẽ quay trở lại, con sẽ có những hình ảnh tiếp theo để cho mọi người biết và cái bài thuốc mà con chia sẻ cho mọi người và Hoan sử dụng có hiệu quả như thế nào. Còn bây giờ chúng ta có khi là dừng video ở đây để chờ kết quả 3 tháng sau, Hoan nhé. Chào bạn.